Hello anh em, chào mừng đã đến với MGN Esports. Trong thể thao điện tử, những chức vô địch luôn là mục tiêu danh giá nhất mà bất kỳ tuyển thủ nào cũng đều muốn hướng tới, trừ những người sinh sống ở các khu chợ cá độ hoặc là con của bố đạn. Có nhiều cách khác nhau để vô địch. Cách vô địch tưởng chừng như là dễ nhất nhưng không phải là ai cũng làm được. Đó là sẵn sàng lùi về phía sau, âm thầm hoàn thành từ tròn vai đến xuất sắc nhiệm vụ của mình, để nhường ánh đèn sân khấu lại cho những người đồng đội tỏa sáng. Nghe thì oai như cóc. Vậy mà giờ những người hùng thầm lặng này lại thường bị Giang Cư Mận Việt Nam gọi là những kẻ hồi cúp. Vậy thì trong video ngày hôm nay, anh em hãy cùng với MGN Esports điểm mặt gọi tên những kẻ hồi cúp vĩ đại nhất lịch sử của Liên minh huyền thoại để xem họ có thật sự bú win hay không, hay là phải nhờ đến phong cách chơi hy sinh của họ thì đội mới vô địch được. Lưu ý với anh em nhé, video này có những yếu tố nhét chữ và logic, đồng thời cũng chỉ nhắm vào mục đích giải trí, không cố tình hạ thấp công sức và đóng góp của bất kỳ cá nhân hay tập thể nào. Nếu có ý kiến, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới nhé anh em ơi. À mà trước khi bắt đầu, nhắc nhẹ anh em một cái là MGN Esports đã sắp được 100.000 sub rồi. Vì vậy, để kênh sớm đạt được cột mốc ý nghĩa này trong thời gian tới, anh em viewer hãy ủng hộ cho MGN Esports mỗi người một nút đăng ký nhỏ nhỏ nhé anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều vì điều này. Và để tri ân những anh em đã đăng ký kênh cũng như là giúp các anh em nào còn FA sẽ thoát ế trong năm 2024 này, tôi sẽ mang chuyên mục thơ mẫu tán gái trở lại rồi đây. Hôm nay sẽ đến lượt thơ tán các bạn tiền liền nhé. Ông nào cưa đổ được em liền rồi thì nhớ nói liền, đăng ký kênh MGN Esports luôn nghe chưa? Liên như cục cớt trôi sông, anh như con chó chạy rông trên bờ. Sao Liên cứ mãi lập lờ, để cho anh phải ngồi chờ mất công. Đúc là một trong những tuyển thủ thành công nhất lịch sử Liên minh huyền thoại với nhiều chức vô địch thế giới danh giá và số lượng tiền thưởng giải đấu cao ngất ngưởng. Thế nhưng, trái ngược với bộ sưu tập thành tích đồ sộ đó, Đúc lại chưa bao giờ được cộng đồng đánh giá như huyền thoại, thậm chí còn gọi Đúc là kẻ hồi cúp. Tua ngược thời gian về năm 2016 khi Đúc được tuyển mộ vào SKT T1 để thay thế cho Marin, người hâm mộ SKT vẫn hy vọng anh sẽ tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đỏ. Đúc đúng là có tỏa sáng, nhưng theo một cái cách mà không ai ngờ tới. Các điểm đặc trưng trong lối chơi đường trên của Đúc thời này gồm có: đi đường rất tốt, luôn ít nhất là hòa lên. Bề tướng thuận tay của Đúc cũng là những vị tướng có khả năng chống chịu tốt, dọn lính cũng như là đẩy lẻ rất nhanh. Vì thế gần như rất khó để ganh Đúc hoặc đè nén cho anh ná thở ở giai đoạn đi đường. Nhưng ở một chiều hướng khác, Đúc lại phối hợp với các đồng đội khá tệ, thể hiện qua những pha dịch chuyển thiếu hợp lý, cộng thêm với khả năng xử lý trong giao tranh tổng tương đối bình thường. Vậy là ban huấn luyện của SKT đã xử lý trường hợp của Đúc bằng cách cài game nông trại vui vẻ cho anh chơi một mình ở đường trên, ai gọi cũng không nghe máy. Nhờ có thế mà những thành viên còn lại được hưởng trọn vẹn tài nguyên. Ngược lại, đội đối phương thì luôn phải vừa tìm cách combat với 4 tuyển thủ cánh dưới của SKT, vừa phải đối phó với cỗ máy bảo trụ Đúc luôn hoạt động cháy máy. Kết hợp tất cả các yếu tố đó vào thời điểm năm 2016, chúng ta có Đúc, nhà vô địch MSI và chung kết thế giới bị cho là hồi cúp. Nguyên nhân vì đồ chơi của Đúc tuy hiệu quả và phù hợp với đội, nhưng nó vô tình khiến anh bị mờ nhạt so với các đồng đội ở cánh dưới. Cuối cùng người ta chỉ nhớ đến những pha xử lý điên rồ của Faker hay Bengi mà bỏ quên hoàn toàn Đúc. Chưa dừng lại ở đó, đến năm 2018, Đúc khi này chuyển sang chơi cho Invictus Gaming và lại tiếp tục vô địch chung kết thế giới. Lần này thì Đúc không còn đánh chính nữa mà chỉ đóng vai trò là dự bị, chuyển sách nước bổ cam và đấm bóp rác hơi. Thế nhưng khi IG vô địch, Đúc cũng được lên nâng cúp, nhận huy chương và thậm chí có thêm một skin vinh danh cực nuột. Đáng nói là suốt mùa chung kết thế giới đó, Đúc chỉ ra sân vài lần để thở oxy mỗi khi ông em The Shy lên cơn đau tay mỏi thôi. Còn lại thì các đàn em làm hết, Đúc chủ yếu là bú win. Nhờ chiến tích này, Đúc cũng được nhiều người đánh giá là kẻ hồi cúp vĩ đại nhất trong lịch sử của bộ môn Liên minh huyền thoại. Tiếp theo hãy đến với Gim Gun, bố của Zeros và bạn thân của Sop, đồng thời cũng là một huyền thoại khác trong làng hồi cúp vĩ đại không kém gì Đúc. Vào năm 2019, sau một thời gian rất dài núp lùm chờ thời ở xứ Trung Quốc, Gim Gun đã giành chức vô địch thế giới cùng với đội tuyển FunPlus Phoenix. Nhưng điều đáng nói là những dấu ấn mà Gim Gun để lại trên hành trình vô địch của SPX lại rất mờ nhạt. Vì điểm yếu về kỹ năng, hầu như anh chàng này chỉ toàn chọn các tướng như là Mordekaiser hay là Gangplank để dễ bề sử dụng bành trướng lãnh địa, vô trụ không bé. May mắn cho FPX là Gim Gun đã chơi theo kiểu tự ăn tự ỉa này rất tốt, thậm chí còn bỏ túi cả những con mãnh thú đường trên như The Shy Sadiac hay là Ma Vương 5 tỷ. Nhờ khả năng nhịn nhục trấn thủ đường trên của Gim Gun, anh chàng này đã hồi thành công chiếc cúp chung kết thế giới 2019 khi mà những người đồng đội còn lại như là thầy dạy bơi Michael Thiên, thầy ba hàng hiệu và anh Lữ thi đấu cực kỳ cháy. Sau pha bú win để đời này, Gim Gun đã tự chứng minh mình đích thị là trùm hồi cúp. Khi FunPlus Phoenix gãy cánh thì anh cũng ngã ngựa theo. Chiếc cúp duy nhất mà Gim Gun hồi được trước khi giải nghệ chỉ là cúp bạn thân với Sop mà thôi. Vào VCS mùa xuân 2020, đại đế Stark khi đó đã đến giai đoạn xế chiều của sự nghiệp và gần như đã chuyển hẳn sang làm công tác trợ lý huấn luyện viên cho Sir Oliu ở Team Flash. Thế nhưng khi đội tuyển áo đen cam thành công lọt vào vòng playoff, tuyển thủ đường trên chính thức là Yoshino lại bất ngờ đổ bệnh nặng và không thể tiếp tục thi đấu.
Trong thời gian Yoshino phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Team Flash không còn cách nào khác ngoài triệu hồi đại đế Stark quay trở lại để chiến trận chung kết với hung thần Gam Esports. Nghỉ suốt một mùa giải không thi đấu, giờ đây lại phải chạm trán với hai đường trên số 1 Việt Nam là Kia và Zeros. Nhiều người đã dự đoán kết cục của Stark chỉ có hai trường hợp, hoặc là bay màu theo chú Tony, hoặc là nằm viện chung với Yoshino để điều trị chấn thương chỉnh hình. Tao bố chúng mày là con tao. Đại đế không nói thế với chiến thần và ma vương, nhưng cuối cùng thì Stark vẫn chứng minh là Kia và Zeros vẫn còn non nớt hơn mình một sải. Với con bài on chứ danh, Stark đã đóng vai trò giai đoạn giao tranh thì cứ đơn giản là hỏa dương hiệu triệu, rồi đưa thân mình ra làm tanh, đến khi nào các ngôi sao chủ lực của Team Flash đỏ nòng thì thôi. Nhờ vậy, Stark đã bỏ túi trước cúp VCS thứ 3 sau một trận chung kết không tưởng trước lượng nơ eSports lúc đó. Tuy cũng đóng góp đáng kể, nhưng kiểu chơi ôm đầu máu kèm thêm một chút may mắn của fan công on cũng có thể được xem là tương tự với hành động hồi cúp. Bên cạnh Đúc và Kim Gun, Liên minh huyền thoại chuyên nghiệp cũng từng chứng kiến một nhà vô địch thế giới khác cũng bị đánh giá là hồi cúp. Đó không phải ai khác chính là Ngài Goss, xạ thủ của nhà đương kim vô địch chung kết thế giới 2020 Damwon Gaming. Có hai yếu tố chính khiến Ngài Goss thường gắn liền với cái danh hồi cúp chẳng mấy vẻ vang gì. Thứ nhất, vì bốn thành viên còn lại của Damwon khi đó là những siêu sao số 1 thế giới với những màn trình diễn khủng khiếp. Nhắc đến bộ ba Nuguri, Canyon và Hariso Magai, gần như thì ai cũng phải đái ra quần cả. Còn Ngài Bero thì chẳng có gì đặc biệt ngoài làm thủ lĩnh cho ba con quái vật kể trên. Khi đứng cùng chiến tuyến với những quái kiệt này, Ngài Goss trở thành mờ nhạt đúng như cái tên của Ngài. Thứ hai là vì phong cách xạ thủ mà Ngài Goss đánh tốt nhất lại là đánh cánh yếu. Vào thời điểm đó, cách để vận hành đội hình Damwon này một cách tối ưu nhất lại phải cho phép Ngài Bero được giải phóng khỏi đường dưới và sử dụng những tướng hỗ trợ đảo đường để búp bẩn cho bộ ba nguyên tử cánh trên. Do đó, Damwon cần một xạ thủ chịu nhịn nhục và có khả năng chấp hai ở dưới bot. Không ai trên thế giới khi đó phù hợp với yêu cầu này hơn Goss cả. Với những vị tướng chuyên bú trụ như là Zeke, Ashe và đặc biệt là chú tư, Ngài Goss đã đảm bảo vai trò kép phụ quá xuất sắc để cùng với Damwon lên đỉnh thế giới. Công lao của Ngài sâu như khu vé, vậy mà giới trẻ thời này lại dám cả gan phán Ngài là Ngài hồi cúp. Ở vị trí tiếp theo trong ngôi đền huyền thoại hồi cúp không thể không nhắc đến Lệ Tổ Crying của đội hình Royal Never Give Up năm 2021. Lệ Tổ vốn là một tuyển thủ tầm trung tấn fan, không quá đặc biệt, nhưng đức phúc của Lệ Tổ là chung đội với những hào kiệt Xiao Hu Hu, Gala Cười, Minh Gầy và Ngài Quê. Cuối cùng, với 4 chiếc đồng đội chất lượng, Lệ Tổ Crying đã nhẹ nhàng hồi hai chiếc cúp LPL và MSI năm 2021 mà không để lại bất kỳ dấu ấn đáng nhớ nào. Trở lại với năm 2019, thế giới Liên minh huyền thoại đã chứng kiến một huyền thoại hô cúp thậm chí còn ngạo nghễ hơn cả những Đúc, Kim Gun hay là Ngài Goss. Ai đã theo dõi bộ môn eSports này từ cái thời điểm đó thì chắc chắn sẽ biết đến danh tiếng của anh Hứa Văn Cường, aka Promiscue. Anh Hứa đây là thành viên dự bị của rạp xiếc đến từ châu Âu, Heha eSports. Dĩ nhiên, việc anh Hứa được ra sân thi đấu là vô cùng hiếm. Thế nhưng, trái ngược với số phận được đánh chính chỉ ngang với số bàn thắng của Anthony mùa này, anh Hứa lại có vinh dự được hôn lên chiếc cúp vô địch MSI 2019 lịch sử của rạp xiếc Hề 2. Dấu ấn duy nhất của anh Hứa ở giải đấu năm đó chỉ là suýt được điền tên vào đội hình đánh chính của G2 đề phòng trường hợp Mỹ Kỳ không kịp hồi phục chấn thương cổ tay. Không chỉ hôi được cúp MSI, anh Hứa còn hôi luôn combo hai cúp quốc nội vào năm 2019, tái không ngần ngại khô trương thành tích khủng của mình trước đối thủ khiến cho những thanh niên tay trắng phải cay đỏ ré. Nhờ những chiếc cúp hồi được này mà sau khi rời rạp xiếc, anh Hứa mới được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế Đan Mạch, chuyên cứu trợ người liệt. Một trong những tuyển thủ nổi tiếng bị cho là hôi cúp ở khu vực VCS chúng ta phải kể đến Deepkit, cựu cậu bé vàng một thời mà Gam Esports đã dày công theo đuổi. Sau khi có được chữ ký của xạ thủ này vào cuối năm 2021, Gam mới tá hỏa vì người mình vừa đưa về không còn là máy khâu Quảng Trị chứ danh giang hồ nữa, mà giờ là một huấn luyện viên chat talk. Ngoài những pha gáy giờ đi vào ruột người thì Deepkit trong giai đoạn khoác áo Gam chỉ toàn mang lại nỗi thất vọng mỗi khi được ra sân thi đấu. Vì vậy mà hầu hết thời gian anh phải làm công việc lau chùi ghế dự bị. Nhưng không sao, vì đến cuối cùng thì trước khi rời đội, Deepkit vẫn kịp hồi xương xương một cúp vô địch VCS và một chiếc huy chương vàng SEA Games kèm theo danh hiệu kiện tướng thể thao điện tử mà rất nhiều tuyển thủ khác có nằm mơ cả đời thì cũng không bao giờ có được. Jindong Gaming là đội tuyển thành công nhất khi giành đến 3 danh hiệu lớn trong năm với Super Team của mình. Dù vậy thì giải ngân hà này vẫn có một lỗ hổng, đó là anh chàng Missing ở vị trí hỗ trợ. Tuy không phải là tuyển thủ tầm trung tấn fan, thế nhưng so với đẳng cấp của các đồng đội, thậm chí là với nhiều người hỗ trợ top đầu thế giới khác, Missing vẫn còn kém xa về mọi mặt. Vì vậy mà anh bị đánh giá là hồi cúp. Đáp trả lại, Missing cũng hài hước thừa nhận, rốt cuộc thì anh vào team này chỉ để đủ người chạy game thôi, bố đông đồng đội còn lại tự chơi sương sương cũng đủ để vô địch rồi. Thế nhưng sau khi bú được 3 cúp và chỉ có đúng một cúp vô địch chung kết thế giới nữa thôi là hoàn thành cú Grand Slam vô tiền khoáng hậu, thì những lời đùa vui của Missing bỗng dưng không còn vui nữa. Sự thiếu đột biến và bị ao trình của Missing trước Queria đã góp phần lớn khiến cho Ruler tịt ngòi và chung cuộc, thì Jindong Gaming thua sấp mặt trước T1. Sau cùng, Missing chỉ hôi được 3 cúp lớn, nhưng chiếc cúp quan trọng nhất là chung kết thế giới thì lại thiếu mất. Điều này khiến anh bỏ lỡ cơ hội đặt chân vào ngôi đền hồi cúp huyền thoại.
Tại kỳ MSA 2022, Roger Never Give Up đã giành được một chiếc vô địch đầy tranh cãi. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh ở Trung Quốc nên Roger Ngu được đặt cách thi đấu online ngay tại Gaming House. Vậy là họ có lợi thế về sự thoải mái và tiện lợi khi đánh giải quốc tế, không khác gì chơi game bình thường hàng ngày. Ngược lại, đối thủ của Roger Ngu trong trận chung kết lại là đội chủ nhà Tê Liệt thì gặp rất nhiều phiền toái vì đèn sân khấu chói mắt quá này, áp thi đấu thì quá chật và ghế ngồi thì không hề thoải mái. Do đó, chiếc vô địch thuộc về Roger Ngu là hoàn toàn hợp lý. Một điều đáng chú ý khác trong hành trình vô địch của đội tuyển Trung Quốc này là màn trình diễn của Ngài Bin ở vị trí đường trên. Dù được đánh giá cao nhưng dường như những đóng góp của cựu Á quân thế giới so với các đồng đội có phần lép vế khá nhiều, một phần vì chỉ có thể đánh tốt tướng Cao Ri nên Ngài Bin thường xuyên bị xem là cánh yếu nhất của Roger Ngu. Thậm chí, trong trận chung kết với T1, buổi tối mà Ngài Bin lên trước bố của thần sấm, thực chất là Ngài cũng liên tục phải thở oxy khi đi đường với con trai và chỉ có thể lên tiếng nhờ sức mạnh 200 năm cân bằng của thợ cắt tóc ở giai đoạn sau. Vì thế, khi nhìn lại chiếc vô địch của Roger Never Give Up, nhiều người cũng phán Ngài Bin là kẻ hôi cúp. Nhưng rồi đến kỳ chung kết thế giới cùng năm, khi Roger Ngu đã bán Ngài Bin đi, họ liền bị T1 tiến cử vào câu lạc bộ mồ côi. Kể từ đó, ING cũng ngụp lặn và chìm cút khỏi mọi giải đấu quốc tế. Trong khi Ngài Bin ở đội tuyển mới là Bilibili thì liên tục tỏa sáng, dần hoàn thiện bản thân và được đánh giá là đứng trên top đầu thế giới. Vậy thì cuối cùng là Ngài Bin hồi cúp của ING hay Ngài Bin mới là người bị hồi cúp? Câu trả lời này thì cũng đã quá rõ ràng rồi phải không? Một trường hợp tương tự với Roger Ngu là ekip Rồng Xanh Mắt Lé tại kỳ chung kết thế giới 2022. Cùng nhau, những thành viên của đoàn phim DRX đã tạo nên series truy tìm kẻ hồi cúp vô cùng ăn khách và vẫn còn đang kéo dài cho đến tận thời điểm hiện tại. Quay ngược thời gian trở lại mùa chung kết thế giới năm đó, đường giữa của DRX, anh Di Cá là người duy nhất chắc chắn nằm ngoài diện tình nghi hồi cúp vì anh đã gánh quá lực từ A tới Á. Ngài Bero thì cũng có chứng cứ ngoại phạm là những pha côn tìm xuất sắc trực tiếp mang về cho Rồng Xanh chiếc cúp lịch sử của mình. Đẹp nếu chỉ tính trên sân khấu thì đúng là hồi cúp, nhưng nếu không có những pha búp bẩn bằng thoại anime của Pháp Sư Thời Gian thì ekip còn lâu mới viết xong kịch bản hành trình kỳ diệu này. Vậy là nghi phạm hồi cúp chỉ còn ngài King Gen và ngài Piosic. Ngài King Gen cosplay Teemo cả mùa giải và bất ngờ bắt nạt thần sấm trong trận chung kết. Còn ngài Piosic thì chơi rất hay và rất quái để leo lái Rồng Xanh vào trận chung kết. Nhưng trong trận đấu quan trọng nhất thì ngài lại chơi cho T1. Vì vậy, trong buổi lễ tổng kết hậu chức vô địch lịch sử, Piosic đã bị vinh danh là kẻ hồi cúp chung kết thế giới 2022 của Rồng Xanh. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì series phim của ekip này đã không kéo dài lâu đến tận này. Suốt thời gian sau đó, khi những tuyển thủ của DRX đường ai nấy đi, câu hỏi ai mới thực sự là kẻ hôi cúp lại được mang ra tranh luận. Ngài King Gen với những màn trình diễn đẳng cấp thần đằng vươn lên vị trí tình nghi hôi cúp số 1. Anh Di Cá thì đang ở diện an toàn cũng bị lôi vào vòng nghi vấn vì không thể dẫn dắt Super Team HLE đến với chung kết thế giới. Ngài Piosic, đây là ngài Mark, thì được minh oan khi gánh thành công 4 thần đằng Liquid đến chung kết thế giới để làm bao cát miễn phí cho Gam. Đồng thời, phong độ thi đấu của ngài sau khi trở lại LCK trong màu áo của KT Roster cũng rất xuất sắc. Tuy nhiên, ở lần gặp gỡ gần nhất, ngài Mark cùng với hai sư huynh Dev và Bero đã bị anh Di Cá hủy diệt. Vậy là một lần nữa, nghi vấn bộ ba này hôi cúp của anh Di Cá lại được đặt ra, khiến cộng đồng không ngừng tranh cãi. Theo các bạn, ai mới thực sự là kẻ hôi cúp của DRX tại chung kết thế giới 2022? Anh em hãy để lại câu trả lời của mình ở phần bình luận bên dưới nhé! Và cuối cùng là tấm huy chương vàng danh giá của đội tuyển Liên minh Huyền thoại quốc gia Hàn Quốc tại sự kiện Á vận hội Hàng Châu năm 2023. Tại giờ đấu này, ở trong những tình huống ngặt nghèo nhất thì Hàn Quốc nhìn về phía đường giữa của họ và họ có anh Vinh Dọn Lúa, còn anh Giả Faker thì ngồi ngoài. À không có gì, cái thằng viết kịch bản này nó đi hơi xa rồi. Ý tôi là đội tuyển Hàn Quốc đã giành huy chương vàng với sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi thành viên, trong đó thì anh Vinh Dọn Lúa là ngôi sao nổi bật nhất. Vậy thôi, giờ thì tới ngay phần kết bài nào. Tôi mà không nhanh trí phanh kịp là thằng viết kịch bản nó cho kênh này đi nấu ăn rồi anh em ơi. Và đó là những cái tên bị cho là hối cúp trong bộ môn Liên minh Huyền thoại. Vẫn còn những kẻ hối cúp vĩ đại nào mà tôi đã bỏ sót thì anh em hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nếu anh em này thấy video này hay hay là bổ ích, hãy like để ủng hộ tôi và đăng ký kênh để giúp cho Mergen Esports sớm lên được 100k sub nhé. Đừng quên nhấn thêm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung thú vị hơn. Cảm ơn anh em đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trên kênh Mergen Esports.